Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xe Bền Vững. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thì do nguyên ngày nay thì mình hái xài cát chu bẻ bán các bạn. Rồi nên cập nhật giá trễ thì cũng mong các bạn thông cảm nha. Thì chu này mình bán vũ điểm là 12.000 nha các bạn. Thì nó tuột cũng khá nhiều. Mình cũng cập nhật luôn giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Xài xanh là xanh nhất là 8.000, xanh nhì là 4.000. Xài vàng, vàng nhất 15, vàng nhì 5. Thì xài vàng tuột khá nhiều các bạn. Thì giá mình báo là giá thu mua tại vườn nha. Thì mấy nay em mình nó bẻ cái vườn 20 tấn các bạn. Thì vài bữa nữa thì chắc bẻ vườn nhà các bạn ơi, cũng thanh toán cho nó xong luôn. Tại cũng già rồi. Thì chu này mình bán vũ điệm luôn là 12.000. Vỏ sâu xì với gút copy nha. Một lần nữa cũng xin lỗi các bạn nha, do thời gian này không có nên mình cập nhật giá trễ thì cũng mong các bạn thông cảm. Thì những anh em nhà vườn nào mà đã vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Thì video mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.